Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết cổ truyền, với mong muốn duy trì và phát triển các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời giúp trẻ cảm nhận được hương vị Tết truyền thống, trường tiểu học Bến Tre đã tổ chức phiên chợ Tết quê chào đón mùa xuân ý nghĩa. Hoạt động không chỉ giúp tạo không khí rộn ràng trong sân trường nhân dịp năm mới, mà còn giúp các em hiểu hơn về những nét đẹp văn hóa trong ngày Tết của dân tộc. Sôi nổi và hào hứng là điều chúng tôi ghi nhận được trong phiên chợ quê của trường tiểu học Bến Tre, thành phố Bến Tre tổ chức vừa qua. Tại đây, các gian hàng chợ Tết của mỗi lớp được trang trí đẹp mắt. Học sinh được tham gia giao lưu và biểu diễn văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian, lưu giữ, sẽ chia khoảnh khắc đẹp chuẩn bị đón chào năm mới Giáp Thìn 2024. Dưới sự hướng dẫn của thầy, cô giáo và các bậc phụ huynh, các em học sinh đều háo hức, vui tươi khi được trải nghiệm những hoạt động này. Dạ, từ hồi đó giờ con rất biết nhiều chợ quê và con rất thích chợ quê. Con tham gia được những hoạt động trò chơi, ném vòng và những hoạt động khác nữa. Phiên chợ quê tại trường tiểu học Bến Tre được tổ chức ngay trong khuôn viên trường, với 14 gian hàng cho khối lớp 4 năm chuẩn bị. Trong đó có các gian hàng trò chơi như ném vòng, ném bóng vào rổ và thải vòng vịt. Còn lại là các gian hàng ẩm thực truyền thống có giá từ 5.000 đến 15.000 đồng, phù hợp với túi tiền của học sinh và đảm bảo an toàn thực phẩm. Để tạo nên một phiên chợ quê đậm chất, trước đó các giáo viên và phụ huynh học sinh tại trường đã tự tay thực hiện các công đoạn dựng chợ, trang trí, bày biện gian hàng. Những việc làm này đã đem đến cho các em sự trải nghiệm không khí rộn ràng của những ngày cận Tết một cách chân thật nhất. Qua cái hoạt động này thì là phụ huynh rất là tích cực tham gia, như là phụ huynh đã nhiệt tình vào xây dựng các cái gian hàng và đồng thời cũng hỗ trợ rất lớn đối với công tác tổ chức cho nhà trường. Các giáo viên thì ai cũng rất là náo nức và đều chuẩn bị rất là tốt các cái hoạt động của lớp để cho các em có được một cái buổi trải nghiệm thật là thú vị. Các em thì rất là nhiệt tình, mỗi em là đều chuẩn bị cho mình một cái bộ áo bà ba hoặc là bộ áo dài truyền thống rất là đẹp. Và các em rất là háo hức khi mà được thông báo là chúng ta sẽ có được bộ buổi chợ quê ngày hôm nay. Nếu mà có những cái dịp như vậy thì để cho các em nó trải nghiệm được cái Tết truyền thống của mình. Nó tạo sự gần gũi cho học sinh với lại thầy cô và các em nhiều hơn. Chị cũng mong muốn là ở nhà trường thì nó có nhiều cái chương trình như vậy để cho mọi người có thể là cho mấy đứa nhỏ được trải nghiệm nó gần gũi với thiên nhiên hơn. Hoạt động trải nghiệm này giúp các em học sinh có thêm hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền của dân tộc, bước đầu cho học sinh làm quen với hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm, nâng cao tinh thần đoàn kết và ý thức tiết kiệm. Bên cạnh đó, đây còn là hoạt động tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa gia đình nhà trường, tạo ra những kỷ niệm đẹp về thầy cô, mái trường, bạn bè.